Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh của chúng tôi. Hy vọng chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật thoải mái. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ. Nhã Phương lấy chồng ở biệt thự khủng 15 tỷ, còn đây là nhà của bố mẹ cô ở quê. Chỉ với một góc chụp, nhưng cũng đủ thấy không gian sống của vợ chồng Trường Giang Nhã Phương có thiết kế rộng rãi. Sau khi kết hôn với Trường Giang, Nhã Phương càng trở nên kín tiếng hơn trong cuộc sống. Trên trang cá nhân, cô thi thoảng mới chia sẻ ảnh chụp cùng chồng và các dự án phim ảnh. Cách đây ít lâu, nữ diễn viên vô tình chia sẻ lên trang cá nhân những hình ảnh mới trong căn hộ của mình. Đây là lần đầu tiên Nhã Phương chia sẻ ảnh nhà riêng trên mạng xã hội. Chỉ với một góc chụp, nhưng cũng đủ thấy không gian sống của vợ chồng Trường Giang Nhã Phương có thiết kế rộng rãi. Phía sau lưng cô được chọn làm nơi treo ảnh cưới, đằng sau là khu bếp khang trang. Đặc biệt, ngoài nơi ở hiện tại, vợ chồng Trường Giang Nhã Phương còn sở hữu thêm một biệt thự 15 tỷ ở Phú Quốc. Đây là căn nhà do chàng Mười Khó tậu năm 2017. Trường Giang chụp ảnh kỷ niệm sinh nhật với một vài người bạn trước căn biệt thự. Trong buổi tiệc sinh nhật này, Nhã Phương khi đó là bạn gái của anh cũng có mặt. Dù mua nhà nhưng anh sợ không có điều kiện qua lại đây thường xuyên vì vướng công việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây được cho là địa điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời của hai vợ chồng nghệ sĩ. Ngoài căn biệt thự 15 tỷ, Trường Giang còn sở hữu một căn chung cư cao cấp khác ở Sài Gòn. Tuy nhiên, là người kín tiếng, anh hiếm khi chia sẻ hình ảnh cuộc sống riêng lên mạng xã hội. Trong khi đó, ở quê nhà Nhã Phương có cuộc sống khác hẳn, giản dị và bình yên. Không gian nhà của Nhã Phương trong ngày cưới của người đẹp, được biết gia đình nữ diễn viên chính X đã chuyển về sống tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bên ngoài căn nhà ở Đắk Lắk của gia đình Nhã Phương trong ngày cưới của cô em gái, Đắk Lắk là nơi cô lớn lên trước khi lên Sài Gòn lập nghiệp. Thời chưa nổi tiếng, nữ diễn viên thường xuyên cập nhật hình ảnh mỗi khi về nhà thăm cha mẹ. Ngoài ra, gia đình người đẹp còn có thêm một căn nhà cấp 4 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Đây là hình ảnh được chụp khi Trường Giang Nhã Phương cùng bề vê nữ diễn viên thắp hương tổ tiên sau khi tổ chức lễ cưới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.